Xin chào các bạn, sau nhiều thời gian chờ đợi thì phần thứ 2 bộ phim siêu phẩm Vụ Sơn Ngũ Hành cũng được ra mắt. Các bạn chưa xem phần 1, hãy nhấp vào đường dẫn bên dưới phần mô tả để xem trước nhé! Phan Nhân Dư Huyền đã vô tình mở ra cự khuyết thần thuẫn, khiến thánh thú Kỳ Lân lẻn ra ngoài, từ đó làm cho yêu giới hỗn loạn. Sau rất nhiều khó khăn và công sức tiêu diệt Khổng Tước, thì Phan Nhân Dư Huyền cũng đoạt lại được thánh thú. Đám yêu quái bị giam bên trong chỉ cam đàm muốn có được tiểu thánh thú. Nếu thành công, thực lực bọn họ sẽ tăng lên, từ đó đột phá phong ấn xông ra ngoài. Thế là yêu thú Sơn Trừ và yêu thú Giác Ảnh được cử đi thăm dò tung tích của Phan Nhân Dư Huyền. Sau động tĩnh mà đám yêu thú này gây ra, năm vị sứ giả gọi là Vụ Sơn Ngũ Hành lập tức đi tới kiểm tra vòng kết giới. Trong số những sứ giả thì Hiên Viên Thần Quân là người có tâm tư cẩn mật và sự cẩn thận chu đáo. Chỉ cần nhìn qua là có thể suy đoán mọi chuyện. Bọn họ tiến hành tu bổ kết giới, sau đó tiếp tục trở lại vị trí canh gác của mình. Trong lúc này, Phan Nhân Dực Huyền và con vịt gọi là Thủy Quan đang trên đường mang tiểu thánh thú trả lại vị trí cũ, nhưng con đường để đi tới đích vẫn còn rất dài. Sau trận chiến với Khổng Tước, Phan Nhân Dực Huyền bị trúng một loại cổ gì đó. Đi được một đoạn đường, anh đột nhiên cảm nhận được một luồng yêu khí khá mạnh. Cô gái Tô Tiểu An cũng đang truy tìm Phan Nhân Dực Huyền, hòng cướp lại tiểu thánh thú Kỳ Lân. Đến ao ngũ sắc thì Tiểu An bị tập kích bất ngờ, cũng may có cô gái bên cạnh ra tay ngăn cản. Sau vài chiêu giao thủ thì hai con yêu thú cũng bị tiêu diệt, nhưng còn chưa kịp để cho bọn họ rời đi thì một kẻ khác đã xuất hiện. Tên này chính là Giác Ảnh. Hắn và cô gái giao thủ kịch liệt, cộng thêm sự hỗ trợ của Tô Tiểu An, Giác Ảnh nhanh chóng bị chèn ép. Thế là hắn ta phải sử dụng một tuyệt chiêu bạo phát, một luồng điện cực mạnh, giật cho hai cô gái tê người. Phan Nhân Dực Huyền đến kịp lúc, đấm cho tên kia sấp mặt. Tìm kiếm tung tích tiểu thanh thú không thấy, bây giờ anh lại đưa nó đến tận ngay trước mặt. Hắn ta vô cùng vui mừng. Hắn xông lên tấn công nhưng lần này chọn nhầm đối thủ rồi. Phan Nhân Dực Huyền chính là sứ giả hòa hành của 3 năm trước. Dù thuộc tính hai bên tương khắc, nhưng anh chẳng mất quá nhiều sức lực, đã đánh cho Giác Ảnh phải lộ nguyên hình. Đúng lúc đang định kết liễu hắn ta, thì anh lại bị cổ ký sinh làm ảnh hưởng. Giác Ảnh thừa cơ hội này tự bảo cơ thể, cũng may là không bị thiệt hại về tính mạng. Nhưng bọn họ đã bị vụ nổ đánh bay ra xa, mỗi người một nơi. Phan Nhân Dực Huyền và cô gái cùng tiểu thanh thú bị văng một chỗ gần nhau. Vừa mới tỉnh lại thì một tên yêu thú khác là Kinh Bảo đã tìm đến tính sổ. 10 năm trước, hắn ta từng bị Phan Nhân Dực Huyền ức hiếp. Thế là hắn dành thời gian 10 năm miệt mài tu luyện. Đúng là quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Hắn ta nhanh chóng rút kiếm xông lên, mỗi một đòn đều vô cùng chí mạng. Đánh đấm một lúc thì cổ trùng lại tái phát, Phan Nhân Dực Huyền bị rơi xuống thế yếu. Đến đây thì anh cũng nhận ra đối thủ trước mặt là ai rồi. Năm đó hắn cùng đồng bọn định đột phá kết giới thoát ra ngoài. Nếu thoát được thì nhất định sẽ uống một trận máu người cho sảng khoái. Đáng tiếc là ý định này không thành công. Đồng bọn vì cứu hắn mà phải chết thay, hắn ta cũng bị chặt đứt một cánh tay. Phan Nhân Dực Huyền định sử dụng lực lượng ngũ hành nhưng không được. Không thể tiến sai chiêu thần thì anh cũng chỉ giống như người luyện võ bình thường mà thôi. Tên kia triệu hồi nhiều chiếc lồng sắc nhọn tấn công, may mà cô gái đã lao ra ngăn cản, nếu không thì nam chính chắc chắn sẽ biến thành con nhím. Có thể giải cứu được người khác, nhưng nàng ta lại không thể tự cứu mình. Vì bị trúng một mũi tên độc nên cơ thể bị tê liệt không thể cử động. Tụ tiên hoàn mà cô mang theo bị hắn ta lấy được. Sau khi phục dụng tụ tiên hoàn, thực lực Kinh Bạo tăng mạnh. Đúng lúc nam chính sắp bị giết chết thì Phan Nhân Kính Huyền đã xuất thủ giải cứu. Sự xuất hiện của Phan Nhân Kính Huyền quá đúng lúc, khiến tình thế nguy cấp được hóa giải. Phan Nhân Kính Huyền lao đến chất vấn Phan Nhân Dực Huyền, hóa ra bọn họ là hai anh em thân thiết. Vì hành động mở phong ấn cự khuyết thần thuẫn nên mới khiến cho mẫu thân và nguyên thủ bị bắt đi. Kính Huyền tưởng là mẫu thân đã chết rồi nên cực kỳ oán trách Dực Huyền. Dực Huyền tiết lộ bà ấy và nguyên thủ vẫn còn sống. Anh đưa Tiểu Kỳ Lân trở lại chính là đang muốn cứu mạng họ, mang tiểu thánh thú quay về để đổi lấy hai người. Nhớ lại năm đó, Phan Nhân Dực Huyền tuổi còn nhỏ đã thông qua trách nhiệm với thành tích xuất sắc nhất, nhưng đệ Kính Huyền thì lại không có gì nổi bật. Trong lòng cậu rất muốn giúp Kính Huyền gia tăng sức mạnh đồng hỏa. Nghe nói, xích diễm hề nhược trong Phan Nhân gia tộc có một linh vật thần bí gọi là Nghiêu Viêm, có thể gia tăng lực khống chế và sức mạnh đồng hỏa trong thời gian ngắn. Lâm nghe vậy, liền tức giận. Xích diễm hề nhược là cấm địa của gia tộc, đã có vô số người đi vào mà không thể đi xa. Cũng không nghe nói có ai gặp Nghiêu Viêm bao giờ. Cô cảnh cáo cậu tuyệt đối không thể đi vào đó. Nhưng vì thương người đệ nên cậu đã bất chấp nguy hiểm tiến vào cấm địa. Trong lúc treo xuống bên dưới, Phan Nhân Dực Huyền không may bị rơi xuống.
dưới đáy vực có vô số dung nham phun trào, cùng với đó là rất nhiều thi thể, chứng tỏ từng có rất nhiều người đến đây tìm kiếm Nghiêu Viêm. Vất vả tìm kiếm 2 canh giờ trong thời tiết khắc nghiệt khiến cho cậu gần như bị kiệt sức. Đúng lúc tưởng sắp không xong rồi thì một giọng nói lại vang lên. Từ dưới dòng dung nham hiện ra một thân ảnh hình người rực lửa. Hắn ta cầm trên tay Nghiêu Viêm. Bao nhiêu người đã chết vì thứ này rồi, há có thể dễ dàng để một tên nhóc lấy được. Hắn liên tục bón hành cho văn nhân Dực Huyền. Tưởng là cậu sẽ toi mạng ở đây, nhưng không. Cậu bộc phát sức mạnh siêu say ra, cơ thể biến hóa lột sắc hoàn toàn. Sau đó bón hành cho tên kia. Hắn ta cầu xin tha mạng, sau đó tiết lộ mình tên là Hỏa Hoán. Phụng lệnh ở đây chờ đợi âm dương chi tử. Không ngờ văn nhân Dực Huyền là người mà hắn đang chờ đợi. Hắn biến thành các sợi dây cuốn quanh cánh tay, nguyện đi theo cả đời. Tuy lần này thu hoạch lớn, nhưng vì mạo hiểm thò tay xuống sông dung nham, vậy nên cánh tay của văn nhân Dực Huyền đã bị thương, thế là bị các trưởng lão trong tộc tước đoạt tư cách thí luyện. Còn Kính Huyền, nhờ có Nghiêu Viêm nên cậu ta đã lột sắc, năng lực tăng lên, từ đó thành công thông qua thí luyện. Trở lại hiện tại, trong lúc hai người đang ôn lại chuyện cũ thì tên Kinh Bạo đã lên tiếng cắt ngang. Sau đó, yêu thú Giác Ảnh cũng mò tới. Kính Huyền lập tức xông lên, mặc dù lấy một đánh hai nhưng vẫn không rơi xuống thế hạ phòng. Nhưng vì chủ quan nên cậu ta đã bị Giác Ảnh giật điện cho tê người. Văn nhân Dực Huyền lao tới giải cứu, hai huynh đệ cùng nhau chia ra tấn công. Chật vật một hồi cũng tiêu diệt được Kinh Bảo. Còn chưa kịp để cho Kính Huyền có thời gian nghỉ ngơi thì Giác Ảnh đã lao tới bảo vệ cậu ta lại. Sau đó liên tục giật điện cho người Kính Huyền. Đúng lúc nguy hiểm, một vị sứ giả khác lại xuất hiện. Người đến là thần đồ tử giả, có khả năng điều khiển băng. Thế là Giác Ảnh nhanh chóng bị biến thành cục thịt đông lạnh, sau đó thì bị nổ tan xác.